cùng nhau quay trở lại với chương trình Siêu Nhí Đấu Trí. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:45 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Quý vị thân mến, chương trình Siêu Nhí Đấu Trí do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Mi thực hiện, và một lần nữa hai anh em tụi tôi lại rất là trẻ thơ. Vẫn trẻ hơn. Trẻ chứ em. Dạ. Và ngày hôm nay thì không biết những siêu nhí của chúng ta như thế nào nhỉ? Dạ, biệt đội siêu nhí luôn luôn xuất hiện với một cái tư thế là sẵn sàng chiến đấu với tất cả mọi tình huống của chương trình. Wow. Anh ơi, em không biết là anh với em có mệt không, nhưng mà khán giả coi sẽ mệt đó. Dạ thôi đừng nghĩ vậy. Bên cạnh biệt đội siêu nhí, chúng ta còn có những nghệ sĩ khách mời, họ sẽ cùng thi đấu với nhau. Và để xem ngày hôm nay chúng ta sẽ có gì thú vị nhé. Đầu tiên hãy cùng với Minh Sù và Vuka gặp gỡ biệt đội siêu nhí. Tick tock, 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 tick
đi ngày rời xa nơi đây u uơ uơ. Một ngày nắng đã lên cao, đôi mắt hao gầy vì phố xa thêm thang. Anh đang trôi lo thế mà bình thường, đứng giữa lòng đường. Taxi dừng chân là chút đi, đừng chen vào phía dòng người bên kia. Whoa, whoa, whoa. Taxi chờ thêm một phút đi. Cho tôi vô đây, bên ngoài chỉ là ngày nắng cháy, bên kia như bên đây mà lao như bay. Oh, oh, oh. Người người cứ thế tuôn ra, đưa mắt hơi nhìn lòng chán ngán hoàn mang. Thăng mai trên mai thế mà bình thường, đứng giữa lòng đường. Taxi dừng chân là chút đi, được chen vào phía dòng người bên. Xin được giới thiệu biệt đội xinh nhất tuần này là Ngũ Long Công Chúa. Đó. Yêu quá. Vậy là hôm nay chương trình của chúng ta có Lục Long Công Chúa. Không em. Cô ca giống công chúa không? Dạ dạ. Liêu liêu. Thế chú mình xù giống hoàng tử không? Dạ. Em không có xù hơi hơi thôi chú. Hỏi luôn. Hôm nay bạn nào nè muốn nhận lấy cái danh hiệu là siêu nhí thông thái giơ tay. Dạ con. Cô bỏ xuống. Cô không còn siêu nhí nữa, cô là siêu nhân rồi. Ok, 5 đứa tụi con ngày hôm nay bên cạnh việc hỗ trợ cho các cô chú nghệ sĩ nha, tụi con phải thi đấu với nhau nữa. Ráng xung phong càng nhiều, trả lời đúng nhiều câu mình sẽ có danh hiệu đó được không? Yeah. Thôi về chỗ, về chỗ. Dễ thương quá trời vậy hả? Cưng quá. Thôi ơi, bé màu luôn á. Thì có cái ghế cũng bưng để em vô luôn á. Thiệt ơi, để cưng làm, để em làm mẹ tụi nó. Hiểu không? Nó lỡ mình thôi khỏi để em vô đứng đây được rồi anh. Vậy thôi em giới thiệu khách mời đi. Dạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với hai khách mời vô cùng dễ thương, vô cùng đáng yêu. Và cũng không kém phần hài hước duyên dáng nha. Điểm sáng là như vậy. Xin được giới thiệu diễn viên Hữu Tín và diễn viên Ngọc Ánh. Yeah. Thấy ghê quá. Trời ơi. Anh Tín. Ví dụ như Ngọc Ánh ra
mà tung tăng tung tăng. Em thấy còn dễ chịu. Anh ra làm cái gì vậy anh Tính? Không phải anh ơi, ra tung tăng nhảy cho giữ vô, xong rồi ao nhạc mà còn ao sớm người ta nữa chứ. Bây giờ nè anh, em thách đố anh á, dàn nhạc giống như Buka. Nhạc ao lên. Anh Tính dàn luôn. Đó, thấy Buka ghê chưa? Buka chậm nè, thấy không? Em thấy chậm hơn nhạc vậy. Anh biết sao, về chương trình lồng nhạc lại sao? Là nó khớp, hiểu không? Còn anh bị thiếu động tác, lồng không được. À, xin được 12 nghệ sĩ này giới thiệu với tất cả quý vị khán giả cũng như là chào tụi con ngày hôm nay nữa. Yo, yo. Dạ, xin chào khán giả của chương trình Siêu Nhi Đấu Trí. Em là Vũ Ngọc Anh. Hữu Tính xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Siêu Nhi Đấu Trí. Mình bớt bớt lại chút xíu cũng được nha. Mình chào các con anh ơi. Chào mấy con. Chào các mẹ. Cưng chưa? Hôm nay cô chú thấy năm bạn nhỏ của chúng ta như thế nào? Năm bạn bạn nào cũng xinh hết trơn á. Bé nào cũng dễ thương chứ. Làm quen con, đứng lên luôn. Con giới thiệu một tí xíu về bản thân cho chú Hữu Tính với cô Vũ Ngọc Anh biết. Dạ con xin chào cô chú. Năm nay con 7 tuổi, sở thích của con là ca hát và nhảy múa. Sở trường của con là gì? Con học giỏi môn nào nhất nè? Dạ con giỏi môn tiếng Việt. Môn tiếng Việt, mặc dù mặt rất tây nha mà giỏi tiếng Việt. Rồi ngồi xuống. Đó sơ sơ vậy thôi. Rồi con gái đứng lên giới thiệu nè. Con xin chào các cô chú, chào tất cả mọi người. Con tên là Trần Châu Phương Anh. Năm nay con 8 tuổi, sở thích của con là đi bơi, vẽ và nhảy đi người mẫu. Nhiều quá. Học giỏi không con? Dạ, cũng giỏi. Cũng giỏi nha. Tiếp nè, áo cam. Thì con xin chào chú Tính và cô Ngọc Ánh. Con tên là Ngô Anh Na, năm nay con 8 tuổi. Sở trường của con là nhảy, thiết kế thời trang, người mẫu và múa. Thiết kế thời trang nha. Con có thiết kế bộ đồ nào chưa? Dạ rồi. Để đâu rồi, sao hôm nay không mặc? Con để trong tủ rồi. Mốt mặc nha. Dạ. Tặng chú nha. Ủa? Chú về chú tặng cho cháu chú. Ừ, ngồi xuống. Rồi, dễ thương. Tiếp con gái áo đen lên. Con chào tất cả mọi người, con tên là Phạm Nguyễn Bích Tây. Năm nay con 9 tuổi, sở trường của con là nhảy, người mẫu, bán hàng online. Trời. Chú, cái này là chú phải hỏi cho ra lẽ tại sao. 9 tuổi mà kinh doanh rồi hả con? Con bán mặt hàng gì? Dạ con chỉ thích thôi chứ con chưa kinh doanh. Sở trường là có nghĩa là có thể bán hàng online. Chú biết idol của con. À. Là cái gì chú? Chú Bảo Lâm hả? Cảm ơn con, rồi ngồi xuống mua mai bán đắt nha. Dạ. Trời dạ. Có bán luôn. Dạ luôn. Sắp tới. Rồi con gái cuối cùng cầm cái tên lên, cầm bảng lên. Đó. Con tên gì? Con tên là Hồ Ngọc Uyển Linh. Năm nay con 8 tuổi. Sở trường của con là vẽ, nhảy, múa. Hết rồi. Dạ hết rồi. Thế con học giỏi môn nào nhất nè? Dạ tiếng Việt. Tiếng Việt rồi văn sao nè? Rồi toán sao nè? Văn thì con bình thường thôi. Bình thường thôi. Toán sao nè? Cũng bình thường luôn. À, môn tiếng Anh thì sao nè? Rồi cấp, xong chưa học. Rồi, cấp 1 chưa có tiếng Anh hay sao? Rồi thôi ập xuống. Ừ. Dạ tụi em giới thiệu nhẹ như vậy thôi. Trời ơi, giới thiệu nhẹ mà em thấy cậu mấy bé đây tài năng quá. Giỏi em lắm. Em thấy anh em mình không có miếng tài năng nào hết vậy anh? Trời, sao biết anh không có? Anh có luôn hả? Trời anh ơi. Có luôn hả? Anh có tài năng gì? Trời, nhảy xấu nhưng mà hát hay nha. Nhảy quá, anh Tính nhảy hơi bị đẹp luôn á. Bây anh Tính mới nhảy. Vừa hát vừa nhảy, feel the beat cho Buka sợ chơi. Thử thử anh. Một anh, câu thôi, giỡn. Thôi, anh nhảy không được thiệt. Đó, thấy chưa? Vậy thôi hát một câu. Hát rất là hay. Cực hay. Hài, vỗ tay cho Tính hát. Bài ba. Vườn cây của ba. Được, à, được. Hài, vô. Má trồng toàn những cây dễ thương. Hey. Nào là hoa, là rau, là lúa. Còn ba trồng toàn cây dễ sợ. Cây su si, cây lại có gai. Đau quá, đau quá. Hey. Hey, yeah. Hey. Cái gai bưới đùng nhầm là chảy máu. Trái sầu riêng rất chung thì đầu u. Dừa hồng điều dính vào là đất ao. Cây dừa cao eo ôi là cao. Bắt cái tàu
không cho cao vô rồi đu. Không có, ảnh là dẫn lên được. Dẫn lên được. Ảnh lên được cái gọi là người ta là có tông quảng tám đúng không? Tông quảng tám hay tông gì em? Cao lắm. Nói chung là ảnh tuy không cao nhưng giọng ca rất cao ráo. Đúng vậy. Dạ. Mời vỗ tay. Xin mời hai nghệ sĩ về vị trí của mình ngày hôm nay. Khởi động quá nóng rồi. Vô. Là anh chị đã cảm thấy là những siêu nhí của chúng tôi ngày hôm nay tài năng chưa? Em thấy là quá tài năng luôn. Quá tài năng, quá tài năng luôn. Vậy thì mình có đặt niềm tin không? Hoàn toàn đặt niềm tin 100%. Yeah. 100%. Phần chơi chơi gì đó, xin mời tất cả quý vị cùng nhau đến với vòng đầu tiên được mang tên Vượt Qua Thử Thách. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Siêu Nhí Đấu Trí cùng với Minh Xù và Buka. Chắc chắn ngày hôm nay sẽ là một cuộc đấu rất là thú vị đây. Luật tại vòng 1 vượt qua thử thách cho hai người chơi. Vòng 1 vượt qua thử thách. Vòng 1 có 8 câu hỏi với 5 chủ đề. Mỗi người chơi được chọn 2 chủ đề. Mỗi chủ đề 2 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 3 phút để Siêu Nhí thông thái tư vấn đáp án. Nếu trả lời đúng sẽ có số tiền tương ứng. Nếu sai thì bị mất số tiền câu đó. Bậc giải thưởng của chúng ta như sau. Lượt 1, câu 1, 1 triệu. Câu 2, 2 triệu. Lượt 2, câu 1, 3 triệu. Câu 2, 4 triệu. Tổng giải thưởng là 10 triệu đồng. Rồi, bây giờ xin mời anh Hữu Tín cũng như là Vũ Ngọc Ánh. Chúng ta sẽ quánh tù xì thứ xem ai là người sẽ lựa chọn chủ đề trước. Thôi anh nhường cho anh trước. Anh đâu nhận anh. Ủa sao anh biết anh? Anh nghĩ anh vậy. Anh lanh quá. Tiếng lòng á. Nhận không chị? Dạ không. Vậy thôi thì mấy bé chọn. Tụi con muốn chú Hữu Tín đi trước hay cô Vũ Ngọc Ánh đi trước vậy? Dạ anh, dạ. Dạ thưa chú Minh Xù là con muốn chú Tín đi trước. Chú Hữu Tín đi trước đúng không? Còn con? Dạ con muốn cô Ánh. Cô một Ánh. Con? Dạ con muốn chú Hữu Tín đi trước. Hai Tín một Ánh. Con? Dạ con muốn cô Ánh. Ba Ánh. Rồi thôi luôn rồi. Ba Ánh một. Ủa anh hai đều. Đều. Mời con. Con là dạ, quyết con... định đó. Bé con không muốn ai thi. Con cũng là cô Ngọc Ánh. Ngọc Ánh luôn rồi. Mời dạ. Cô Ánh. Cái số cô phải thi trước rồi. Phải thi trước rồi. Xin mời Vũ Ánh sẽ xem chủ đề ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có đồ vật thân quen. Thế giới thực vật. Âm nhạc giải trí. Khoa học toán học. Và sức khỏe đời sống. Chọn một trong năm cái này em ạ. Em sẽ chọn âm nhạc giải trí. Rồi xin mời âm nhạc giải trí. Câu hỏi đầu tiên như sau. Bài hát thiếu nhi nào của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên có nhắc đến những trò chơi mà trẻ em yêu thích? Xong phim. Có bạn nào biết bài hát này mời con. Dạ thưa cô là bài Không Dám Đâu. Không dám đâu. Uyển Linh. Dạ thưa cô là Bắc Kim Thang. Bắc Kim Thang. Mời con Phương Anh. Dạ là bài Chú Ít Con. Chú Ít Con. Mà các con có tự tin không vậy? Dạ, đúng có. Không? Mời Betty. Dạ con chọn là Con Bướm Vàng. Con bướm vàng á. Sẽ đưa cánh. Bướm vàng ba bồng. Em ngồi xem một xem. Ủa chỉ là ngồi xem đâu có chỗ chơi gì đâu anh. Xem bút có hay rồi. Tụi con phải lưu ý trong câu hỏi là có nhắc tới trò chơi mà trẻ em yêu thích. Còn ai có gợi ý gì không giơ tay? Thôi bây giờ mình không nhớ tên bài hát, mình thì mình sẽ nhắc tên của cái trò chơi mà mình yêu thích đi. Mời con Tina. Dạ thưa cô. Cô cái gì? Cô. Thấy chưa? Lần nào á mặc đồ giống màu tôi người ta cũng kêu bằng cô hết con á. Đánh cái mặt hơi trắng nữa nha, trắng hơn Buka luôn kìa. Không phải tại cái thon anh ạ, cái thon màu của em. Thôi đi. Ok con Tina, sao đâu con? Chú Minh Dù hỏi con nè. Sao? Chơi trò chơi gì? Thưa chú là nhảy dây. Nhảy dây. Rồi ngồi xuống, con thích cái gì Phương Anh? Dạ con thích bơi lội. Bơi lội. Dạ Anna. Con thích là bóng rổ. Bóng rổ. Ủa mấy bài hát có không ta? Có luôn. Có bơi lội, có bóng rổ nha. Dạ con thích là đá cầu. Đá cầu. Đá bông dơi đá cầu. Đó có. Uyển Linh. Dạ thưa chú là kéo co. Kéo co. Thời gian hỗ trợ đã hết. Xin mời Ánh sẽ là người đưa ra quyết định. Bài hát thiếu nhi nào của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên nha. Lưu ý phải là của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, nhắc đến những trò chơi mà chị em rất thích.
Theo em nghĩ đó là bài Hồng Dám Đâu. Bài đó hát sao cô? Trên cành cao chim hót mời em chơi giữa vườn xuân. Hey. Ba bạn thân lấp lo gọi em tăng sân trường. Ta bóc mây đá cầu nhảy dây bắt đi chân tiền. Ôi nhiều trò vậy. Quá tuyệt vời. Nhưng mà em không dám đâu. Nhưng không biết là bài này có phải của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên không? Không dám đâu, là không dám chơi á hả? Là không dám chơi á. Là không dám chơi. Biết sao không? Bài này là mẹ dặn là phải học bài cho xong. Học bài cho xong đã mới đi ra chơi với bạn. Bạn có rủ cỡ nào đi chăng nữa, trò chơi nào đi chăng nữa cũng không là không. Rồi, xin mời đáp án của chương trình. Và đó là một đáp án. Không thể nào sai được. Chúc mừng. Yeah, một điểm đầu tiên. Và bây giờ hãy cùng nhau đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 này thì dễ hơn một tí xíu nha. Mời cô Vũ Ngọc Ánh sẽ kể tên 5 con vật có trong bài hát Chú Ếch Con. Nào, biên đội Siêu Nhí giơ bảng lên. Phương Anh. Dạ là chú ếch con. Có chú ếch con trong đó. Bích Ti. Dạ thưa chú là cô cá rô ròn. Cá rô ròn đúng. Cá rô ròn. Có luôn. Mời con Anna. Dạ thưa chú Minh Sự là chú chim ri. Chú chim ri. Tina. Dạ thưa cô. Dạ thưa cô. Cô nữa. Đi qua bên này hỏi đi. Thôi mỗi lần mà giao lưu với Tina cho em nha, dành cái quyền đó cho em nha. Anh đừng có nói chuyện với Tina nha. Tina sao con? Dạ thưa cô là Sơn Ca. Sơn Ca đúng không? Sơn Ca Uyển Linh. Dạ thưa cô là Chuồng Chuồng. Chuồng Chuồng. Còn bạn nào biết con nào đúng không nè? Bích Ti. Dạ thưa chú Minh Xu là con bướm bướm. Con bướm bướm gì nữa không? Mời Phương Anh. Dạ là... Quên rồi. Thôi ok mời Tina. Mời mời cô. Dạ thưa cô là... Quên luôn. Hả My. Hả My. Hả My. Bây giờ chúng ta còn 10 giây nữa. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Xin mời cô. Em nhớ là em cũng nhớ rõ bài này nữa. Em có thể nói là ếch con nè, chim ri nè, ri. À, cá cá đông ba, ếch con, chim ri, hai con rồi đó. Chim ri, họa mi. Họa mi. Ba. Còn hai con nữa ráng lên. Con bướm bướm. Bướm bướm. Bốn. À, con cá gì nè, mực quá vậy? Cá mập. Không phải. Cá sấu. Cá gì? Cá... Ủa không có cá rô ti hả? Không có cá rô ti, có gà rô ti thì ăn không? Cá... cá kho tẩu. Cá kho tiêu. Có rô phi. Cá rô phi. Cá rô phi. Dạ. Rô phi. Rô phi là 5, chốt chưa? Chốt. Chốt. Rồi. Thì... đáp án là con ếch con nè. Có. Cá rô phi nè. Có. Chim ri nè. Có luôn. Con họa mi. Họa mi nè. Có. Còn con cá bướm bướm. Bướm. Con bướm bướm thì không có trong bài hát này, cho nên đáp án này chưa chính xác. Mà kể thêm là con cá rô non nè ha. Cá trê cá non. Cá trê ron. Đó. Cá trê ron. Và 2 triệu vẫn còn ở lại của chương trình. Xin mời lượt chơi của anh Hữu Tín lựa chọn chủ đề cho mình. À, anh có muốn hỏi các bé không? Các bé sở trường là cái gì á? Nguyễn Tina. Dạ thưa chú là đồ vật thân quen. Rồi chú chọn đồ vật thân quen. Đồ vật thân quen nha. Rồi xin mời. Và câu hỏi của chủ đề đồ vật thân quen như sau. Áo mặc đủ màu sắc nhưng bên trong lại đen xì. Múa nghiêng múa dọc giúp người thành công. Đố là cái gì? Ôi, đây các siêu nhí của chúng tôi ai cũng biết nha. Mời Phương Anh. Dạ thưa cô. Cô nào? Hồi nãy chú Minh Sù nói cô Buka nói mà. Ừ, cô Buka nói đi. Sao chú khỏi giao lưu với các cháu rồi. Giờ okay, bây giờ đẩy mình lên, đợi mình lên. Chương trình nít không có quạo với mấy bé. Ok, không quạo, không quạo. Dạ cô là cây bút chì. Cây bút chì. Tại sao là cây bút chì? Dạ cây bút chì là ở ngoài là nó có đủ màu sắc, bên ngoài là bọc ở ngoài, còn ở trong là nó đen. Viết ra đen thì là con nghĩ là cây bút chì. Lỡ mà bút chì màu thì sao, ở trong nó màu chứ màu đen đâu. Ủa? Ủa? Hả, hả? Ủa? À, hả? Sao vậy? Xin lỗi. Tự nhiên ta kêu cô cái qua bên đó đứng xéo sắc ta là sao? Xin lỗi. Kêu cô cũng đáng lắm. Hỏi tiếp đi Tina. Dạ thưa cô là
cái điện thoại. Cái điện thoại. Rồi ai có ý kiến nữa nè? Anna. Dạ thưa cô, buka là cục gôm. Cục gôm. Ở ngoài thì nó là nhiều màu, ở trong khi mà mình gôm thì nó sẽ thành màu đen. À khi mình gôm thì nó sẽ thành màu đen đúng không? Xin mời chú Hữu Tín. Mặc dù tụi con có rất là nhiều gợi ý khác nhau, nhưng mà chú phải thống kê lại nha, cái nào hợp lý nhất trong câu hỏi này. Chú cảm ơn các gợi ý của tụi con nha. Thưa cô Minh Sù. Chú Minh Sù. Chú Hữu Tín xin được trả lời. Đáp án là cây viết chì. Cây viết chì. Ở đây, ngoài nhiều màu sắc. Đúng rồi. Ở trong đen xì lì, giúp người thành công. Đúng rồi. Đây là đáp án sai. Không bao giờ sai. Sai. Cô sai rồi cô Sù. Tại vì nói cô Sù là chú sai. Anh không, không cho có, điểm. Anh không, không có gây lộn với khách mời nha, không gây lộn với siêu nhí đã rồi, bây giờ gây lộn cả khách mời nữa. Gây lộn hết. Bây giờ kêu cô là gây lộn hết. Anh gây lộn với chương trình rồi, đi về luôn giùm em đi. Một kiểu tặng cho Hữu Tín. Hết. Câu hỏi số 2 bắt đầu. Thái độ gì luôn hả? Câu hỏi số 2 dành cho nghệ sĩ Hữu Tín như sau. Hãy kể tên 5 đồ dùng trong nhà bếp được làm từ thủy tinh. Mời các con gợi ý nào. Mời Uyển Linh. Dạ thưa chú là chén. À hợp lý. Bích Ti. Dạ thưa chú là ly. Ly. Tina. Chú còn chú. 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 Trời bé nó không dám nói luôn á. Anh khoan để em giao lưu cho anh. Anh khó quá, tội bé anh. Dạ thưa cô là kính. Kính. Kính, kính như... gì con? Kính gì? Dạ, kính cửa chú. Là cửa kính đúng không? Cửa kính. Dạ. Nhà bếp. Cửa kính, rồi được. Phương Anh. Dạ là cái kính bọc bên ngoài của cái bàn. À bàn. Ồ, kính đúng không? Đúng rồi, mặt bàn bằng kính. Rồi tiếp. Anna. Dạ thưa cô là cái bình hoa. Bình hoa thì còn bạn nào biết nữa không? Dạ cô là cái tô. Cái tô thủy tinh. Tina. Dạ thưa cô là cái dĩa. Dĩa luôn. Cái dĩa thủy tinh. Trời nhiều quá. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Mình kể có 5 món đúng không? Đúng. Mà cảm ơn tụi con. Vỗ tay cho mình đi. Câu này dễ quá. Xin mời chú Hữu Tín để trả lời câu hỏi 5 món đồ vật bằng thủy tinh nha, trong nhà bếp nha. Tô thủy tinh là có nè. Chén thủy tinh là có nè. 2 rồi. Ly thủy tinh là có nè. 3 nè. Cái tấm kính mặt bàn ăn là có nè. Đúng rồi, 4 nè. Tô. Dĩa. Rồi, là năm gái đúng không? Ok. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác luôn. Chúc mừng chú Hữu Tín có 2 triệu đồng tiếp theo. Câu này dễ quá, câu này giống như là cho tiền vậy đó. Không, cho mình chọn chủ đề nè. Chính xác. Chủ đề này quá dễ so với Hữu Tín và các bé. Em ráng chọn chủ đề tiếp theo sao nó dễ giống vậy nha. Xin mời. Chúng ta còn lại 3 chủ đề này nè. Thế giới thực vật, khoa học toán học và sức khỏe đời sống. Em sẽ chọn sức khỏe đời sống. Sức khỏe đời sống. Xin mời. Câu hỏi thứ nhất như sau. Bệnh viêm gan A lây truyền chủ yếu qua đường nào? Mời tụi con gợi ý nào. Wow, siêu nhí của chúng ta hôm nay rất giỏi nha. Uyển Linh. Dạ thưa cô là đường ruột. Bích Ti. Dạ thưa cô là đường hô hấp. Đường hô hấp. Tina. Dạ thưa cô là đường. Dạ đường cổ họng. Tại sao mình bị lây qua đường cổ họng con? Dạ thưa cô, tại vì khi mình bị bệnh thì rất là đau ngay cái họng. À ý con nó bị cảm hả? Vậy thì mình sẽ bị viêm họng chứ con. Còn cái này là viêm gan A con. Phương Anh. Dạ thưa cô là đường ruột. Đường ruột đường luôn. Đường ruột luôn. Anna. Dạ thưa cô là cái hơi mình khi ra là đường hô hấp. Đường hô hấp. Đường hô hấp. Nhiều rồi. Đường quá chị ơi. Hết bây giờ, thời gian. Bây giờ chị đi đường nào đây? Nhiều đường, đường quá. Vào tim em ôi băng giá. Không biết đường nào luôn á. Cái này anh cũng không có rành. Rồi, gợi ý thêm một lần cuối nè. Cho chú Mùi Sù hỏi, bạn nào tự tin nhất với đáp án gợi ý của mình, giơ bảng. Không cần nói gì hết. Rồi, xong 5 đường luôn. Mời em lựa chọn. Rối quá rối. Anh nghĩ là nó có khi hay... nó lây qua đường tình duyên em. Cái này em cũng không có rành. Bây giờ em chọn đại đi. 3. Em chọn nó sẽ lây qua 2, đường 1. Hô hấp. Hô hấp là con đường mà chị Vũ Ngọc Ánh muốn bước đi. Và đi vô trong đường đó thì đó là con đường cùng.
là sai rồi, chưa chính xác. À, nó có liên quan tới ruột. Dạ. Thì là nó liên quan tới hệ tiêu hóa. Và đáp án chính xác của chương trình là bệnh viêm gan A lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa. Lại một lần nữa, anh chê tiền của chương trình. Mời anh xem câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 2, kể tên 5 trong số 10 loại thực phẩm có thời hạn sử dụng rất lâu. Rất lâu nha. Rất lâu. Mời các con tư vấn nào. Betty. Dạ thưa chú Minh Trù, là kim chi. Kim chi. Oh, ngon rồi nha. À, anh á. Dạ thưa chú Minh Trù, là cá hộp. Cá hộp. Giỏi quá người ta. Thấy có vẻ đúng đó nha. Phương Anh. Dạ thưa chú Minh Trù, là mì gói. Mì gói. Trời, nghĩ cái là thấy đúng luôn, không thể sai được nữa. Tina. Dạ thưa chú, là sushi. Sushi mà cuộn đông biển á chú. Rồi, mời Ứng Linh. Dạ thưa chú, là bánh kẹo. Cũng được, rồi. Quay lại đây tiếp vòng nữa, anh á. Dạ thưa chú Minh Sự, là cá hồi. Nhưng mà cá hồi gì, cá hồi mà nếu mà tươi sống như vậy thì sao mình để được lâu ta? Dạ mình bỏ vô tủ lạnh. Bỏ vô tủ lạnh. Tin hay không chuyện của em. Tiếp Phương Anh. Dạ là yến. Hay quá vậy ta. Tina. Dạ thưa chú, là cháo hộp. Cũng được luôn. Betty. Dạ thưa chú Minh Sù, là bột ca cao. Bột ca cao. Uyển Linh. Dạ thưa chú, là bột sữa. Quá nhiều đáp án rồi. Và bây giờ chỉ kể 5 thôi. Đầu tiên là mì gói nè. Mì gói. Thứ hai là kim chi nè. Kim chi. Yến nè. Yến. 10. No. Cháo. Chết. Cháo gói nè. Cháo gói. Xong rồi sô-cô-la. Rồi. Sô-cô-la. Ok. 5 món. Có rất là nhiều loại thực phẩm mà chúng ta có thể để lâu được. Và đặc biệt hơn hết là những đồ khô ha, những đồ đóng hộp ha. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Và 4 triệu đồng đã thuộc về chị Ánh. Nhưng mà nói gì nói, thực phẩm thì mình cũng không nên để quá lâu. Tại vì để lâu nó không còn hạn sử dụng nữa, hoặc là cái chất dinh dưỡng trong những cái loại thực phẩm đó nó không còn tốt nữa cho cơ thể của mình. Cho nên thôi chúng ta cứ ăn thực phẩm tươi sống quý vị nhé. Còn ngày hôm nay tụi con xuất sắc, vỗ tay cho mình cái nha. Lấy tinh thần tiếp tục. Mời chú đến lựa chọn chủ đề tiếp theo. Chú ơi, tư vấn không? Uyển Linh. Dạ thưa chú, là thế giới thực vật. Dạ con nghĩ là khoa học với toán học. Phương Anh làm sao? Dạ thế giới thực vật. Dạ con chọn là thế giới thực vật. Dạ thưa chú, là thế giới thực vật. Thế giới thực vật luôn. Đa phần con gái thì sẽ thích thế giới thực vật hơn là toán học, khoa học. Chắc chắn là chú sẽ ngược lại với tụi con. Tại chú con trai mà. Chú chọn khoa học, toán học. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta như sau. Tụi con chuẩn bị làm toán nha. Khi nào thì 3 bằng 15, 6 bằng 18 và 9 thì bằng 21. Đây là câu đố. Betty ơi, khi nào con? Dạ thưa chú Minh Sù, là khi mình nhìn lên đồng hồ. Khi nhìn lên đồng hồ sao mà 3 lại bằng 15 ta? Dạ 3 bằng 15 là đó, 15 là 3 giờ chiều. 15 giờ còn nghĩa là 3 giờ chiều, đúng. Còn 6 bằng 18? Dạ 6 bằng 18, 18 là bằng 6 giờ chiều. Đúng rồi, còn 21 bằng 9 nè. Dạ 21 bằng 9 là 9 giờ tối. 9 giờ tối, có vẻ hợp lý. Ai nữa, bạn nào biết nữa nè? Con anh á. Có đồng tình với Betty luôn. Đồng tình Betty. Phương Anh. Dạ cũng đồng tình. Đồng tình luôn. Tina. Dạ thưa chú, là đồng tình luôn. Là đồng tình luôn. Mệt con ghê. Uyển Linh. Dạ thưa chú, là đồng tình. Đồng tình luôn. Thôi chú câu tính này rồi. Chỉ có một đáp án thôi chú à. Còn chú có đồng tình không thì tùy chú. Chắc chắn là chú Tính cũng đồng tình. Yeah. À, chú Tính đồng tình. Và đáp án đó là khi mình xem đồng hồ. À, đồng hồ mà 24 giờ. Dạ, đồng hồ 24 giờ nữa. Đúng rồi, tại đồng vì có những người đó. Họ chỉ xài 12 giờ thôi thì nó sẽ quay lại 1 giờ trưa. Nhưng mà khi mà xài 24 giờ thì nó sẽ là 13 giờ. Đồng ý. Yeah. Và đây là một đáp án, một câu đố không thể nào làm khó được các con cũng như là anh Hữu Tính. Chúc mừng anh có 3 triệu đồng nữa. Hên cho ảnh ghê luôn á, ảnh chọn mấy câu dễ không à? Không phải chủ đề dễ. Chủ đề dễ đó, thì anh chọn chủ đề dễ ra câu dễ anh. Hôm nay do ăn ở thôi em. Yeah. Em xui quá. Và câu hỏi thứ hai dành cho anh Tính trong chủ đề khoa học toán học. Kể tên 5 vật dụng được làm từ cao su. Quá dễ tụi con, lên.
Mời Uyển Linh. Dạ thưa chú là bánh xe. Bánh xe. Yeah. Tina. Dạ thưa chú là cục gom. Cục gom. Bitty. Dạ thưa chú mình xuống là cái ghế này. Là cái ghế cái đó ghế luôn này. Phương Anh. Dạ dạ là cái cái đồ để mà dán vô cái cửa chú, để cho nó dính cái cánh cửa vô mình có thể mở ra mở vô được. Thường cái cửa kính á nó sẽ có cái viền cao su để cho kính đập vô, đừng có kêu cái cùm á, đúng không con? Dạ để bảo vệ cái cửa của mình đúng không? Dạ. rồi tiếp tục anh à. Dạ thưa chú Minh Xù là khay đá làm bằng cao su. Khay đá làm bằng cao su nha, là bằng nhựa cũng được. Rồi Tina. Dạ thưa chú là khay rau cầu. Khay rau cầu, giống giống vậy ha. Uyển Linh. Dạ thưa chú là kẹo cao su. Kẹo cao su. Chú hả? Phương Anh. Phương Anh kẹo cao su làm từ cao su. Trời ơi. Nghe có hết muốn nhai luôn. Rồi, quá nhiều đáp quá. Án rồi. Bây giờ mình chỉ cần chọn 5 cái thôi. Anh Tính, xin mời anh. À, có gối bằng cao su nè. Gối. Giỏ xe. Đó, hai. Ủa gì quên rồi. Trời ơi. Cái ron của con ốc cũng làm bằng cao su. Ron con ốc bằng cao su được. À, 5 4 quá nhiều. À giày cao su. 3 còn cái nữa đó. Găng tay cao su. Đúng rồi. Trời ơi, rồi, quá nhiều quá anh Tính. Rồi và 4 triệu đồng trong câu này đã thuộc về anh Hữu Tính. Chúc mừng. Chính xác. Cái câu 1 quá đơn giản nhưng mà hơi bất lợi cho chị Nguyễn Hồng Ánh một chút xíu. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết số điểm cũng như số tiền thưởng ở vòng 1 của hai khách mời ngày hôm nay. Đồng ý, Nguyễn Hồng Ánh đang có 5 triệu đồng. Anh Hữu Tín rất may mắn lựa chọn những chủ đề rất đơn giản, đã có 10 triệu đồng trong vòng 1. Chúc mừng anh. Không chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tăng tốc nhiều hơn ở vòng 2 nhé. Trước khi đó, chúng tôi sẽ cần quý vị nghỉ lao ít phút. Chúng ta sẽ quay trở lại ngay nhé. Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Siêu Nhí Đấu Trí. Và đến với vòng 2 này, luật chơi quá đơn giản. Vòng 2, bấm nhanh đáp đúng. Vòng 2 có 8 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 3 phút để Siêu Nhí thông thái tư vấn đáp án. Sau hiệu lệnh hết, người chơi sẽ bấm chuông giành quyền để trả lời. Nếu sai hoặc phạm quy thì người còn lại sẽ được quyền trả lời. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 2.500.000 đồng. Tổng giải thưởng là 20 triệu đồng. Người nào có số tiền nhiều hơn sẽ chiến thắng bước vào vòng đặc biệt. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 2 của chương trình được mang tên Khoan. Mất phòng anh. Phải dặn dò chứ. Dặn gì á? Dặn dò ở đây là hai nghệ sĩ sẽ phải là người hỏi trực tiếp các bé. Bởi vì bé nào cũng giỏi nhưng mà đôi khi nó không có thuộc sở trường của mình thì sao, đúng không ạ? Thế hiện nay nè anh Hữu Tính, đang thấy bé nào mình ấn tượng nhất? Bạn Trần Châu Phương Anh. Đó, là lanh lợi đúng không? Là dơ bản nhiều, gợi ý nhiều đúng không? Cảm ơn đúng anh rồi. Thế không biết là bây giờ nè, Ngọc Ánh đang ấn tượng với bé nào? Em rất là thích bé Bitty nè, Bettina nè, bé Anna nè. Mấy bạn rất là dễ thương. Ở Yên Linh cũng thích nữa, Phương Anh cũng là thích, thích hết luôn đó. Chờ đợi xem vòng 2 này, vòng 3 nữa tụi con sẽ chơi như thế nào nữa nha. Còn bây giờ hãy cùng đến với vòng 2 mang tên bấm nhanh đáp đúng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của vòng 2. Lúc ở trên cạn, con cua nhả bọt trắng để làm gì? Wow, cái này thấy nhiều nhưng không biết công dụng ra sao nha. Làm gì vậy Phương Anh? Dạ, khi mà nó nhổ bọt trắng thì để cho nó ăn mồi, là cái nước bọt đó nó sẽ dính vô mồi và nó sẽ ăn được và cho nó thở, và những cái mà bụi đồ trong miệng nó sẽ nhả ra để bảo vệ miệng của nó. Thứ nhất là để tiêu hóa con mồi luôn, ăn nó vô xong hô hấp bằng cái bọt đó, xong rửa miệng bằng cái bọt đó luôn, thấy ghê không? tiếp Ngọc Ánh, Ngọc Ánh. Bitty. Dạ, con cua nó nhả bọt ra là để nó giết con mồi. Wow. Giết con mồi. Anna.
Dạ thưa chú, tính là để nó sống. Ủa chứ bình thường mà nó không ấy bọt ra là nó chết hả con? Ồ. Vậy bé Yên Linh, ý kiến của con làm sao? Dạ thưa cô là để nó thở. À, để nó thở hả? Để dạ. Nó thở. Hết thời gian. Xin mời mọi người chúng ta nghe thật là kỹ nha. Xem là có cái khẩu hiệu gì hay không nha. Và Uca, chắc chắn là anh Tính và chị Ánh cũng đã có được đáp án cho mình rồi. Rõ ràng là như vậy hết. Và các bé xin được chúc mừng anh Hữu Tính. Anh Hữu Tính bấm đại chứ anh cũng không trả lời nữa. Anh nghĩ là nghĩ chắc nhả nước bọt về làm sạch. Làm sạch là làm gì sạch. Bụi bặm rồi đó. Làm sạch bụi bặm khoang miệng của nó ha. À, ok. Đáp án của chương trình làm sạch khoang miệng của con cua là đáp án không chính xác. Mời Ngọc Anh. Em nghĩ là để tiêu hóa thức ăn và thu hút con mồi. Thu hút con mồi. Và thu hút là giống dạng như là không nhả nước miếng ra nhả vẻ hết tôi đi cái gì tiêu hóa một, tiêu hóa thức ăn tê liệt con mồi đó đúng rồi làm cái vũ khí là làm tê liệt con mồi. Ủa em làm tê liệt con mồi của em rồi sao mà tại em vì biết có những con vật á nó sẽ tiết cái nước bọt nó ra để làm tê liệt con mồi trước khi nó ăn. Đúng để con đó nó không có cựa quậy nó dễ nuốt hơn. Và Ngọc Ánh đã chốt đáp án thứ nhất để tiêu hóa thức ăn và làm tê liệt con mồi. Ha, ha, ha. Và đó là một đáp án không chính xác. Đơn tiếng của một người này thì chưa hợp lý trong câu này. Đơn giản như lắm, có bạn gợi ý đúng rồi. Thở hả? Để nó thở, cũng như là hô hấp. Cảm ơn tụi con, ai đã gửi hô hấp thì vỗ tay nè cho bạn đó. Vỗ hết đi cho vui à. Giỏi quá. Rồi, câu này không ai lấy tiền thưởng cả. Mình lấy lại. Ừ, lấy lại. Cho nên là mọi người cứ ráng lấy càng nhiều càng tốt nha. Câu hỏi số 2 bắt đầu. Hãy kể tên 5 hình tượng được ví với người bố trong bài hát Bố là tất cả. Rồi, tụi con ai gửi mời các cô chú hỏi. À, bé Yên Linh nè. Dạ hư cô là phi thuyền. Phi thuyền. Bé Bích Ti. Dạ con chọn đáp án là con rồng. Anna. Dạ thưa chú là bố là con ngựa. Đúng con rồi. Con ngựa. Con rồng, phi thuyền. Còn đáp án nào không? Phương Anh. Dạ là bố. Bố là gì ta? Nhớ không? Mình suy nghĩ thêm nha. Mời bé Bích Ti nè. Dạ xe hơi. Xe hơi. Tina luôn. Dạ là phi công. Phi công. Còn không? Còn không? Phương Anh. Dạ hứa chú là thuyền nam. Thuyền nam. Rồi, tiếp. Dạ thưa cô là tàu lửa. Rồi. Nhiều. Bây giờ thì mình sẽ xem cô chú chốt được những đáp án nào rồi. Tại vì bài đó bố là rất là nhiều. Tại vì bố là tất cả là mà đúng không? Hết. Rồi, mời Ngọc Ánh. Em nhớ là bố là tàu hỏa nè, bố là xe hơi nè, bố là con ngựa em cưỡi em chơi, bố là thuyền nan cho em vừa sống, bố là sông rộng cho thuyền em, cho thuyền em bơi. Dạ, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Bài này ai mà thuộc là biết liền. Anh Tính thuộc bài này không ta? Thuộc câu cuối. Bố là tất cả bố ơi. Bố là tất cả bố ơi bố ơi. Ừ hết luôn. Chúc mừng cho Ngọc Anh đã có thêm 2.500.000 đồng nữa. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo như sau. Bức hình này nằm trong truyện cổ tích nào? Chúng ta sẽ có hình gợi ý ạ. Rồi tụi con gợi ý cho cô chú nha. Cô mời bé Anna nè. Dạ thưa cô là ăn một quả khế trả một cục vàng. Mời Phương Anh. Dạ thưa cô là trong câu chuyện Tấm Cám cũng có những con chim lựa gạo để cho cô Tấm đi dã hội cùng với chị ghẻ và mẹ ghẻ. Dạ thưa chú là chuyện thật xanh. Chuyện thật xanh. Khúc nào mà có con chim vậy trời? Dạ khúc mà công chúa bị con chim đại bàng bắt. Phải không? Ai biết Bích đâu. Bích Ti. Dạ con chọn là công chuyện công chúa Mỹ Lan. Công chúa Mỹ Lan. Mỹ Châu. Mỹ Châu. Công chúa Mỹ Châu. Rồi. Đây là chắc là con ngỗng hả?
Long ngọng. Long tiến lên. Dạ thưa cô, con vẫn làm mì trâu giống bạn này đi. Giống mì trâu luôn. Thời gian đã kết thúc. Xin mời hai nghệ sĩ sẽ bắt đầu nhấn chuông. Hình này quá quen. Khó chứ quen đâu. Quen quá dễ luôn á. Một câu chuyện cổ tích rất quen thuộc với chúng ta. Đúng không anh? Nó luôn luôn có những cái hồi hết. Nó lẹ làng như vậy lắm. Mời Ngọc Ánh. Em nhớ là hình như là chuyện Thạch Sanh. Chuyện Thảo Tích, Thạch Sanh. Dạ. Đoạn này đoạn nào ta em nhớ không? Đoạn công chúa bị bắt thả xuống vô hang rồi Thạch Sanh, sau đó Thạch Sanh đi cứu. Và đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng Vũ Ngọc Ánh đã có thêm 2.500.000 đồng nữa. Tiếp tục câu hỏi số 4. Hai người đào trong 2 giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong 1 giờ thì được mấy cái hố? Các con của em giơ tay quá. Mời bé Tina nè. Dạ thưa cô, là một là nửa cái hố. Nửa cái hố. Tại sao lại là nửa cái hố? Dạ thưa cô, vì trong 2 người đào trong 2 giờ chỉ có một cái hố thôi. Nhưng một người là 2 - 1 sẽ đào được nửa cái hố. Hợp lý. Betty sao? Dạ con đồng tình với bạn Tina. Cảm ơn con. Và bé Phương Anh. Dạ là con nghĩ là đào 2 cái hố. Tại vì là một người bên này sẽ đào một cái hố, còn người bên này sẽ đào một cái hố còn lại, chia ra 2 người sẽ là 2 cái hố. Cũng có lý nha. Bé Phương Anh cũng nửa cái hố. Nửa cái hố. Rồi Anna, mình có đáp án không? Dạ con đồng tình với lại bạn Phương Anh. Là nửa hay là một? Hai, nè? Là hai. Dạ hai. Là hai nè. Bây giờ mình có 3 gợi ý luôn á. Một cái hố, một nửa cái hố, 2 cái hố. Và bây giờ chúng ta phải đưa ra đáp án. Xin mời hai cô chú. Hết hồn. Còn hết. Mời anh Hữu Tính. Đáp án là một cái hố. Một cái hố. Vì sao lại như vậy anh? Thì cứ một người là đào một cái hố. Đào trong 10 giờ nó vẫn là một cái hố. Đúng không? Đào 10 giờ một cái hố, đào một ngày cũng là một cái hố. Đúng rồi, đào một ngày cũng là một cái hố. Là một cái làm hố. Sao đào ra được 2 cái hố được, đúng không? Nếu như người đó chủ đích muốn đào 2 cái hố. Cũng hợp lý. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Nhưng mà cái hố đó nó nhỏ hơn hố kia thôi. Giải thích cho các con nghe là khi mà hai người đào một cái hố trong vòng 2 giờ thì một người đào trong vòng 1 giờ thì vẫn là đào một cái hố đó thôi. Chỉ là cái hố đó nó nhỏ hơn, nó chưa có đủ lớn. Do cái công sức của hai người đào thì nó sẽ lớn hơn. Các con hiểu không? Giống như ăn một cái bánh một mình thì mất 1 tiếng. Ăn một cái bánh mà 5 mình thì 30 giây hết liền. Được không? Rồi chia đều cho các bạn còn lại nha. Rồi xong. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 5 trong vòng 2 này. Vào năm 1928, nhân vật hoạt hình nổi tiếng nào lần đầu tiên xuất hiện? Trời ơi, giỏi quá vậy ta. Trời ơi, biết hết vậy. Trời ơi. Mời thôi. Cô mời bé Phương Anh nè. Con thưa cô là Elsa. Nhân vật Elsa. Elsa. Trời, nó lâu dữ vậy ta. Elsa xuất hiện từ năm 1928. Uyển Linh đi con. Dạ thưa chú là Tom và Jerry. Tom và Jerry. Có vẻ mời nha. Bé Betty nè. Con đồng tình với bạn Phương Anh. Rồi Tina. Dạ thưa chú là dạ câu chuyện Ariel. Ariel là nàng tiên cá chú. Nàng tiên cá Ariel. Ariel Elsa luôn. Là Elsa luôn. Anna. Rồi Anna là Disney. Disney, nhưng mà Disney nó là một cái tên của một cái hãng phim luôn. Vậy thì một cái nhân vật hoạt hình nào đó thôi thì Mickey. Là gì nè? Mickey. Nhiều à. Anh Tính đang ngồi vào bài. Bây giờ thì nhân vật phim hoạt hình nào xuất hiện 1928? Anh Sù, anh có coi hết những bộ phim hoạt hình đó không? Ủa cái gì? Mời Nữ Tính, rất là thông minh. Anh nghĩ năm 1928 thì nó xưa quá ha. Dạ. Chắc là thời đó chắc Mickey, chuột Mickey. Chuột Mickey. Mickey. Chính xác, chúc mừng anh. Thì em đắm đo suy nghĩ, thật sự là bọn mình đã
coi những cái bộ phim hình rất là nhiều rồi, nhưng mà nhân vật lần đầu tiên được xuất hiện luôn là rất là lâu rồi, thì mới được vừa rồi nè. Năm ngoái đó, cái hãng Disney cũng có kỷ niệm chú chuột Mickey của chúng ta đã xuất hiện trên truyền hình cũng như là trên các bộ phim hoạt hình dành cho tất cả các bạn nhỏ. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Anh Hữu Tính đã có thêm 2 triệu 500 ngàn đồng nữa. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này liên quan tới địa lý nha. Quốc gia nào hiện nay có diện tích lớn thứ hai trên thế giới? Mời bé Phương Anh. Con nghĩ là Hàn Quốc. Hàn Quốc. Hàn Quốc. Bé Bích Ti. Dạ con chọn là Trung Quốc. Trung Quốc. Nguyễn Linh con ơi. Dạ thưa chú là Nhật Bản. Nhật Bản. Anh á. Dạ thưa chú Minh Sù là Malaysia. Malaysia. Giỏi quá. Tina. Tina. Dạ thưa cô thưa chú là Malaysia. Malaysia luôn. Phương Anh không đổi đáp án à? Đổi gì em con? Dạ là chú Minh Sù con đổi là Australia. 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 Quá nhiều nước luôn. Anh à? Dạ là Canada. Canada. Ủa cho chú Minh Sù hỏi là hồi nãy giờ tụi con liệt kê đại hay là tụi con biết vậy? Dạ con biết. Biết đúng không? Dạ. Ai tự tin nhất giơ tay coi. Bạn quá tự tin. Vậy các con biết nước nào lớn nhất thế giới không? Dạ Liên bang Nga. Liên bang Nga chính xác. Đó thấy chưa? Rất tự tin. Vậy nước nào thứ hai con? Dạ Trung Quốc. Ủa? Trung Quốc. Và bây giờ cô chú phải đưa ra đáp án của mình. Nước lớn nhất thế giới người ta trả lời đúng rồi thì nước lớn gì chắc chắn cũng phải trả lời đúng. Xin được trân trọng thông báo trong tất cả những gợi ý ở đây có đáp án đúng và thời gian hết. Bấm. Mời. Cô Ngọc Ánh. Theo em nghĩ nha. Mà cô cũng rất là cảm ơn bé Betty tại vì cô cũng có cùng ý kiến với con. Cô sẽ chọn Trung Quốc. Trung Quốc. À, Hoàng, anh Hữu Tính, nếu được trả lời thì anh sẽ lựa chọn phương án nào? Anh nghĩ là anh được, tại vì Trung Quốc hình như không phải lớn thứ hai đâu. Nó nằm một trong hai, Nga là lớn nhất đúng rồi. Thứ hai hình như nó là Canada hay là Úc vậy. Trung Quốc thì có dân số thôi, nhiều đông. Trung Quốc là đông dân số thôi. Còn diện tích chắc chắn là không lớn nhất rồi. Cho nên là chị đã không chính xác. Và anh Tính xin mời anh đưa ra đáp án của mình. Để anh nhớ là một lần nữa, Canada hay là Úc. 10, Australia hay là Canada? 9, 8, 7, 6, hay là 5, Việt Nam? 4, 3, 2, 1, 1. Hết giờ! Anh trả lời nước Úc đi. Úc. Australia. Vỗ tay! Đây là một đáp án sai. Cảm ơn. Canada. Lý luận của anh là chính xác. Canada là đất nước lớn, có diện tích lớn thứ nhì trên thế giới. Dạ, tiếc ha. Úc chắc thứ ba phải không? Trung dạ, không. Quốc đứng thứ ba. Dạ. Câu này thì thật sự chú nghĩ là tụi con cũng không có biết chắc chắn đâu. Mình sẽ dự đoán thôi đúng không? Để gợi ý cho mọi người, nhưng các cô chú đã đúng không lấy được tiền câu này. Anna lúc nãy có đó là Canada. Đây. Trong đây cũng có đáp án đúng nha. Nhưng mà tại anh Tính anh lo suy nghĩ hai mà. Anh Tính lo suy nghĩ mà anh Tính không có nghe siêu nhí của tụi em nói gì hết á. Rồi lại không nhớ. Tiếp tục câu hỏi tiếp theo nè. Câu hỏi số 7 của chúng ta như sau. Hãy kể tên 10 loại nhạc cụ dân tộc ở nước ta. Quá dễ. Mời tụi con nghĩ. Nào, nhanh gọn lẹ. Uyển Linh. Dạ, chú là đàn bầu. Đàn bầu, Bích Ti. Dạ, con chọn đàn organ. Đàn organ, Tina. Dạ, thưa chú, con chọn đàn piano. Piano, tiếp Phương Anh. Dạ, con chọn là đàn violon. Đàn violon, Anna. Trống. 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 Tụi con nghe kỹ. Nhạc cụ dân tộc. Tự nhiên cái guitar, piano rồi tùm lum. Uyển Linh, tiếp. Dạ, chú là sáo. Sáo, hay quá. Mời con Tina. Dạ thưa chú con đồng tình. Con đồng tình. Cảm ơn con Phương Anh. Dạ cái chiên. Rồi cái chiên rồi. Anh. Dạ là phải kèn. Tiếp tục Uyển Linh. Dạ chú là mỏ. 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 Rồi. À cái gì? À cái đó nó kết hợp với cái mỏ là đúng rồi. Có xong hai là... cái lì nó tập với nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đưa ra đáp án của mình. Em nghĩ á, các bạn nhỏ nãy giờ gợi ý cho mình cũng chưa đủ 10 đâu. Mình đúng phải à? tự bổ sung. Khó, khó lắm chứ bộ, cho nên là hơi hết đi. Hết. Không ai bấm luôn. Bấm. Hết. Hai người này khôn lắm, biết sao không? Người bấm trước để không đủ, người bấm sau có lợi thế hơn. Mời anh Hữu Tính. Đàn tranh. Một. Đàn tỳ bà. Hai. Đàn bầu. Ba. Đàn tơ rưng. Bốn. Đàn cò. Năm.
cái gõ nó có tính là nhạc cụ không? Đó, tính. Sông lan. Đúng. 6. Trống cơm đúng luôn. 7. Hay quá anh. Tiếp nào. Còn 3 cái nữa. 6 túc. 8 rồi đó. Ráng lên còn 2 cái nữa. 6 rồi. Đàn đá. 9. Còn cái nữa. Okay. Cồng chiên. Yeah. Hay con quá. Trời ơi, anh trả lời mà toát mồ hôi hột luôn. Em anh trả lời mà em toát hột. Đếm mà muốn bung ra mà bung không được á. Tại vì rất là muốn tặng điểm cho các khách mời. Nhưng mà vấn đề ngày hôm nay á, các con hồi nãy giờ các con ngồi nghe nè, chú Hữu Tính kể ra tụi con cũng phải nhớ luôn nghe không. Mình dạ. Học những loại nhạc cụ dân tộc. Hồi nãy giờ chú Tính kể mình nhớ được cái đàn nào. Mời Tina. Dạ thưa chú, là đàn chim. Là đàn chim. Đàn chim. Trời ơi. Nhạc cụ dân tộc có đàn chim nữa. Đàn nguyên 2 3 4 5 con chim bay trên bầu trời á. Đàn chim bay trên bầu trời đó con ơi. Mời anh á. Đàn gì con, nãy con học được đàn gì rồi? Đàn bầu. Đúng. 6. 6 nè. Thôi học hai loại thôi cũng được rồi. Học hai loại được rồi Phương Anh. Dạ. Cồng chiên với lại là trống cơm. Trống cơm đó, đúng nhạc cụ dân tộc. Rồi. Vỗ tay nha, ráng học nha. Chúc mừng Thu Tím đã có thêm 2 triệu 500 ngàn đồng nữa trong câu hỏi này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của vòng 2. Và đây là câu hỏi cuối cùng, cũng là một bức hình gợi ý trên màn hình LED. Hãy cùng nhau theo dõi nha, xin mời. Và hãy tìm con số còn thiếu trong bức hình dưới đây. Tụi con nhìn vào hình, xem kỹ. Dự đoán thử xem. Có rất nhiều tấm bảng giơ lên rồi. Phương Anh. Dạ thưa chú, là con số 1. Vì sao con nghĩ là con số 1? Dạ tại vì trong này nó có 2 con số 2 mà lại không có con số 1. Sao kỳ ta? Thiếu số 1 à. Tiếp tục. Anh à. Dạ là số 3. Vì sao con nghĩ là số 3 con? Con nghĩ là đáp án đúng của con. Ừ. Con nghĩ là đúng thôi, chú tin hay không thì tùy cô chú nha. Tina. Dạ thưa chú, con thấy là con thiếu số 10. Số 10 luôn. Sao con nghĩ là số 10, con lấy cái gì cộng lại hay trừ sao? Tại vì con đếm, con đã thiếu số 1, số 3 mà con thấy thiếu số 10 nữa. Thiếu số 10 là bỏ vô thôi. Uyển Linh. Dạ con cũng đồng tình với bạn đó luôn. Số 10 luôn, Bích Ti. Dạ con chọn số 7. Số 7 vì sao con? Tại vì con thấy trong màn hình thiếu số 7. Rồi, quá nhiều con số. Phương Anh cho thêm con nữa đi con. Dạ thưa chú, là con thấy thiếu số 5. Bực mình, bởi trên hình thiếu cái gì là mấy bé thêm vô số đó. Thế thì bây giờ cũng là đánh đố nha. Đây là một bài toán logic, tức là chúng ta sẽ sử dụng những cái phương pháp tính toán hợp lý cho từng con số xuất hiện trong những dãy số trên màn hình này. Và thời gian gợi ý đã hết. Mời anh Hữu Tín. Số 7. Vì sao ạ? Vì sao? Mình cứ nhìn cái hai hàng xéo nè, 4, nếu mà trừ 2 nó sẽ ra 2, 8 trừ 2 nó ra 6, thì bên đây 9 trừ 2 nó sẽ ra 7. Hoàn toàn hợp lý và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng Hữu Tín. Và một lần nữa 2 triệu 500 ngàn đồng đã thuộc về anh Hữu Tín. Chúc mừng anh. Vậy là chúng ta đã khép lại vòng 2 tại đây và số tiền vòng 2 Vũ Ngọc Ánh nhận được đó chính là 5 triệu đồng với 2 câu đúng. Và Hữu Tín, anh đã trả lời được 4 câu đúng mang về 10 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại số tiền qua 2 vòng thi của 2 nghệ sĩ ngày hôm nay để biết được ai là người sẽ bước vào vòng trong và ai sẽ phải dừng lại nhé. Ngọc Ánh cộng cả 2 vòng thì em đang có 10 triệu đồng. Anh Hữu Tín vòng 1 10 triệu, vòng 2 10 triệu nữa là anh đang có 20 triệu đồng. Wow. Và chúc mừng anh Hữu Tín đã bước vào vòng 3 của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ chia tay với chị Vũ Ngọc Ánh. Xin mời chị. Ra đây để chào các con rồi chia sẻ một tí xíu cảm xúc của em về cái cách chơi của các con ngày hôm nay nữa, về sự thông minh nhanh nhạy của các con. Ngày hôm nay đến đây thì thật sự là cô Ngọc Ánh rất là bất ngờ và rất là vui nữa vì được nói chuyện với các con nè, và được nghe những cái kiến thức của các con chia sẻ. Thì cô thấy là các con rất là dễ thương, rất là thông minh, rất là đáng yêu nữa. Cô Ngọc Ánh cảm ơn các con rất là nhiều và hy vọng là cô Ngọc Ánh sẽ được gặp các con ở những cái chương trình sau nữa nha. Rồi. Cảm ơn cô, chúc cô sẽ luôn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui nè, hạnh phúc nè. Và đặc biệt là công việc nghệ thuật của mình sẽ ngày càng thăng tiến hơn. Đặc biệt hơn hết ngày hôm nay có thêm 5 fan nhí nha. Đúng không tụi con? Vỗ tay. Cảm ơn cô Ngọc Ánh đã đến với chương trình. Chào cô.
chào mọi người. Và trước khi đến với vòng 3 để xem vòng 3 hấp dẫn, gây cứng như thế nào và anh Hữu Tính có đặt lòng tin ở các siêu nhí không, thì chúng ta hãy đến với ít phút giải lao. Xin hoan chào mừng tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình Siêu Nhí Đấu Trí. Yeah, chúng ta đã có mặt tại vòng 3 rồi, sắp sửa và kết thúc chương trình này. Nhưng vòng 3 chiếc hộp bí ẩn của chương trình sẽ rất là hấp dẫn. Vòng 3 chiếc hộp bí ẩn. Vòng 3 sẽ có 3 câu hỏi. Người chơi được lựa chọn 3 trong 5 chiếc hộp bí ẩn tương ứng với 5 bé. Chiếc hộp bí ẩn sẽ chứa đựng những giá trị nhân đôi, chia đôi, cộng 5 triệu, trừ 10 triệu và giữ nguyên. Mỗi câu hỏi sẽ có 2 phút để siêu nhí thông thái tư vấn và người chơi trả lời. Sau khi hoàn thành câu hỏi, người chơi sẽ được mở chiếc hộp bí ẩn đã được chọn ban đầu. Nếu trả lời đúng sẽ được nhận giá trị của chiếc hộp bí ẩn. Nếu sai, bị mất chiếc hộp, số tiền còn lại sẽ là giải thưởng. Người chiến thắng sẽ chọn một bé tốt nhất đạt danh hiệu siêu nhí thông thái với phần thưởng đặc biệt. Anh Tính, anh thấy như thế nào trong vòng 3 này? Anh sẽ chọn 3 màu phải không? Anh sẽ chọn 3 màu mà anh cảm giác là đem lại may mắn cho anh. Rồi, chú chọn bé Bích Ti ha con ha? Bích Ti. Chú chọn bé Nguyễn Tina. Rồi, anh chọn màu vàng luôn giống cái đèn giao thông à. Rồi, chú chọn Nguyễn Linh. Rồi, cái đèn giao thông luôn. À, còn hai tụi con nè sẽ phải hứa là hỗ trợ hết mình cho chú Tính luôn trong 3 câu hỏi đó nha. Dạ. Dạ. Rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những đôi tai nhỏ xinh của các bé để xem các bé có đem lại may mắn cho anh không nha. Mời 5 bạn nhỏ nhắm mắt. Đây, rồi, con thích tấm bảng nào trong đây? Trong 5 tấm bảng này thích tấm nào? Tina, nhắm mắt. Được nhắm cô. Mắt hết 5 đứa. Rồi, được cô. Nhắm mắt lại con. Rồi, con gái ơi. Dạ. Cho con một cái tay. Dạ. Đây, con thích tấm nào? Dạ, con thích tấm nào. Rồi, đưa cô luôn. Đây. Rồi, Tina. Chọn đại cái nào cũng được. Rồi, đưa cô. Hồi hộp quá à. Rồi, cảm ơn các con. Vỗ tay. Chúng ta đã có 3 tấm bảng tương đương với sự may mắn hơn xui may rủi. Dạ. Tụi con sẵn sàng chứ nào? Dạ rồi. Xin mời 3 câu hỏi dành cho nghệ sĩ Hữu Tính ngày hôm nay. Lưu ý, mỗi câu hỏi anh Hữu Tính chỉ được chọn 3 bạn nhỏ để gợi ý cho mình mà thôi. Câu hỏi đầu tiên như sau. Con tê tê có bao nhiêu cái răng? Dạ, anh Hữu Tính là... chọn 3 bạn nào để tư vấn? À, Phương Anh, Bích Ti và Uyển Linh. Rồi, Phương Anh. Dạ, con thưa chú là con nghĩ là nó có tê tê có mấy cái răng? 11. 11 cái răng. Bích Ti. Dạ con nghĩ con tê tê nó không có răng. Không, không có cái răng nào hết. Uyển Linh. Dạ con nghĩ là nó có 20 cái răng. 20 cái răng. Còn mình có bao nhiêu cái răng? Đếm đếm. À, con người sẽ có 32 cái răng thông thường con nha. Rồi. À, anh nghĩ là chắc không cần hỏi thêm. Dạ. Tại vì con tê tê là cái con hình như nó, anh nhớ không lầm là nó ăn kiến rồi đó. Trong mấy cái hang á thì cái mỏ nó nhọn nhọn như nào, và nó chỉ lấy cái lưỡi của nó đó, nó quét 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 tổng và nó nuốt. Nó quét dạ. Nó liếm. Nó liếm á, đúng rồi. Lưỡi rất dài. Dạ. À, cho nên là anh nghĩ nó không có răng đâu. Không có răng, anh tự tin không? À, khá là tự tin. Và tê tê là một động vật được bảo tồn. Tê tê không có răng, đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Tí nữa mình sẽ mở hộp sau. Xin mời câu hỏi số 2. Chim bồ câu thường đẻ mấy trứng mỗi lứa? Anh chọn ai để gửi ạ? À, Anna, Phương Anh, Bích Ti. Có vẻ như hồi nãy Bích Ti đã gửi đúng cho chú Tín đúng không? Thế thì lần này sao nào? Câu hỏi số 2. Chim bồ câu đẻ mỗi lần là mấy trứng ta? Dạ con nghĩ là 3. 3 nha. Trứng. Rồi. Phương Anh. Dạ con hư chú, con nghĩ là nó đẻ 2.
2 thôi. Anna. Dạ con cũng suy nghĩ là đẻ 2 trứng. 2 trứng, 2 trứng và 3 trứng thì không nhiều biết. Nhiều quá mệt á. Đáp án của chú Tính là theo anh được biết thì hình như bồ câu không đẻ trứng. Hình như bồ câu không đẻ trứng. Chứ đẻ gì ạ? Bồ câu đẻ trứng hả? Dạ bồ câu, bồ câu là chim mà là phải không? Dạ, dạ đẻ trứng luôn. Vậy một trứng. Một trứng mỗi lứa. Anh chắc chưa? Anh không chắc. Dạ cảm ơn anh, nhưng anh chốt. Anh chốt. Anh chốt. Và đáp án chim bồ câu đẻ mỗi lứa một trứng là một đáp án không chính xác. Mà trong đây có hai bạn nhỏ gửi đúng là mỗi lần đẻ 2 trứng một lứa. Dạ không sao cả, chúng ta sẽ không sử dụng chiếc hộp số 2 thôi. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3. Một rổ táo có 9 quả, làm sao để chia cho 3 người, mỗi người 3 quả mà vẫn còn 3 quả trong rổ? Anh chọn đi, bạn nào trả lời? Ngô Anh à, Bích Ti với lại rồi, Tina. Phương Anh. Rồi, bắt đầu tư vấn nè, Bích Ti. Dạ, con chọn là một rổ táo có 9 quả, chia cho 3 người là còn 1 quả. Mình thay thế một rổ khác có 3 quả. Có 3 quả táo, còn 3 quả táo. Mình thay thế một rổ khác vô. Rồi, Tina. Dạ thưa cô, con nghĩ là mình sẽ lấy 9 chia 3. 9 đúng chia rồi. 3, đúng rồi. Thì làm sao mà trong rổ lại còn 3 quả? Dạ, tại vì có 9 quả táo mình chia cho 3 người. 9 trừ 3 là còn 6. 6 trừ thêm 3 nữa là còn 3. Còn đúng 3. Rồi, đúng rồi. Nhưng mà còn cái rổ đó con. Nè, cô có 9 quả táo trong cái rổ nè. Cái cô đưa cho con 3 quả. Cái đưa cho Phương Anh 3 quả, đưa cho Anna 3 quả, là trong rổ cũng không còn quả nào hết. Bây giờ mình phải làm cách nào để cho trong cái rổ này vẫn còn 3 quả. Vẫn còn 3 cái quả, rồi. Vẫn chia đều cho 3 bạn. Gợi ý vậy con trả lời sao? Anna, tiếp con. Vậy là mình sẽ lấy 9 chia 3 bằng 3. Đúng. 9 trừ 3 bằng còn 6, mình chia cho hai bạn còn lại là mỗi bạn có 3 quả, mình cộng thêm 3 quả nữa. Đúng, nhưng còn cái rổ đâu? Cái rổ. Ừ, kệ nó đi. Rồi, còn ai có ý kiến khác để gửi cho chú Tính? Nhanh nhanh nhanh, con không được, Phương Anh không được. Tina. Trong ba bạn này thôi. Sao nè? Mời dạ Tina. Thưa cô, mình lấy 9 chia 3 xong rồi. Mình lấy cộng thêm một quả táo nữa là còn trong đó còn 3 quả táo. Hơi rối rồi. Hơi rối. Và rồi. Bây giờ thì chú Tính phải đưa ra đáp án của mình. Theo em nghĩ á, đây là một bài đố mẹo các con đôi khi sẽ các không con. Biết. Đúng rồi. Thì anh Hữu Tính phải tự trả lời nha. Rất là dễ thôi. Và anh Hữu Tính phải giải thích làm sao cho các con biết nếu mình trả lời đúng nha. Có nghĩa là chúng ta có 9 quả táo. Dạ. Yeah. Đầu tiên mình sẽ đưa 3 quả cho Buka. Cho em. Em lấy 3 quả. Lấy 3 quả. Cảm ơn. Ở đây còn 6 quả. Dạ. Yeah. Cho Minh Sù 3 quả. Cảm ơn. Rồi, còn bạn cuối cùng đưa luôn 3 quả với cái rổ luôn. Có nghĩa là 3 quả đó nó vẫn còn nằm trong cái rổ. Và đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Các con hiểu không? Dạ không. Dạ không. Không hiểu nữa về nhà, kêu ba mẹ đi ra chợ mua 3 ký táo về nha. 9 quả thôi, chia cho những thành viên trong gia đình của mình, 3 người thôi nha. Rồi, vậy là chúng ta đã có được 2 câu trả lời đúng, 1 câu trả lời sai ở câu số 2. Xin mời anh Hữu Tín sẽ bốc thăm may mắn. Ai da, câu thứ nhất anh lựa chọn sẽ mở chiếc hộp nào? Xin mời chiếc hộp màu vàng, màu xanh, màu đỏ giơ bảng lên. Anh chọn mở hộp nào đầu tiên cho câu hỏi trả lời đúng? Có thể nó có trừ, nhưng cái trừ đó mà vô câu 2 thì không xài. À vậy đầu tiên chú Tính chọn bé Bích Ti đi. Bích Ti. Đây là câu trả lời đúng cho nên chúng ta sẽ sử dụng chiếc hộp này. Và không biết đây là trừ chia hay là cộng hay là giữ nguyên. Mời Bích Tì, 2, 3. Cộng 5 triệu. May mắn quá. Anh Hữu Tính đang có 25 triệu đồng. Câu hỏi số 2 là câu sai. Chúng ta sẽ không sử dụng chiếc hộp này. Mời anh lựa chọn. Bây giờ để tăng thêm phần hồi hộp nè. Trong hai chiếc hộp này là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Ghê vậy? Ghê không? Ghê vậy? Vậy là nhân với chia rồi. Hoặc có thể là con số khác, cộng hoặc trừ, hoặc là như nào đó. Ừ. Tên
ta nên ta nên ta nên ta tên để coi ngày hôm nay anh có ủa, may anh chơi mắn cái trò yêu không yêu yêu không yêu yêu không yêu hả? Anh thích màu vàng hay màu đỏ? Anh sẽ chọn bỏ màu đỏ và lấy màu vàng. Bỏ màu đỏ lấy màu vàng. Vậy thì bây giờ câu không đúng, mình sẽ sử dụng hộp màu đỏ. Hả? Hay là đúng màu rồi vàng? Đúng. Quyết định chắc chắn chưa? Đúng rồi. Có chắc chắn chưa? Cái câu đúng sẽ là màu vàng. Câu đúng sẽ là màu vàng. Câu sai sẽ là màu đỏ. Và đây là tấm bảng gì đây? Mời con, 2, 3. Nhân đôi. À. Nhưng mà sao anh nghĩ không giữ là cái đó? Rất tiếc quá. Nghệ sĩ Hữu Tính không được nhân đôi thành 50 triệu đồng. Thế nhưng chúng ta mà hãy hồi hộp chờ đợi hồi xem. Nãy anh nói là hai thế cực thì giờ chia đôi thôi, mình đứng sử dụng luôn anh. Bậy không có. Đúng là phải xài, luật của chương trình là như vậy. Để coi có đó phải chia đôi không hay là như nào. Trước sau gì mình cũng xài thôi anh à. Hay mình xài liền cho đỡ hồi hộp nha. Dạ. Dạ, bây giờ chúng ta xem chiếc bảng này là như thế nào. Xin mời con. Trừ 10 triệu đồng. Tiếc quá. Ồ, phải chứ mình đứng chơi vòng 3 là mình đóng mất 5 triệu hả? Ừ. Bây giờ mình đang còn 15 triệu mà thôi. Anh thấy sao là đây với em thôi thương mà. Trời ơi. Phải tin vào số phận, số mệnh của mình hiểu không? Màu đỏ nó hợp mà. Sao mình né nó ra? Tại vì nghĩ là nó không có may mắn liên tục. Nó có một cái gì đó nó ngược ngược là rõ ràng là nó ngược. Ngược luôn. Không, hãy tin vào trực giác của mình ngày hôm nay. Thật sự như vậy. Thứ nhất, cảm ơn tụi con đã hỗ trợ cho chú Hữu Tín cũng như là diễn viên Vũ Ngọc Ánh ngày hôm nay đã trải qua 3 vòng thi. Vỗ tay cho bản thân mình nữa nào. Rồi, chú Hữu Tín thân mến, với giải thưởng là 15 triệu đồng ngày hôm nay, chú đang cảm thấy như thế nào và muốn chia sẻ gì với các con? Tí nữa mình sẽ có một nhiệm vụ quan trọng nữa đó. Đầu tiên là chú Tín xin được gửi lời cảm ơn tụi con nha. Cảm ơn tụi con đã hỗ trợ cho chú hết mình. Và chú cũng đã mang về một cái giải thưởng không lớn nhưng mà cũng không nhỏ. Cảm ơn con rất nhiều. Yeah. Và bây giờ thì chú Hữu Tín sẽ có một nhiệm vụ quan trọng. Đó là chú sẽ bình chọn ra được một siêu nhí thông thái của ngày hôm nay. Ai mà chú cảm thấy là gợi ý có những câu trả lời đúng nhất, lanh lợi nhất, thông minh nhất trong ngày hôm nay đối với chú thì chú sẽ trao phần quà này cho các bé. Hồ Biến. Đây. Đây một chiếc ba lô rất là xinh. Anh ạ. Thật sự bạn nào cũng xứng đáng hết. Nhưng mà ngày hôm nay cái cách chơi nè, cái cách xử lý tình huống nè, cái cách trả lời câu hỏi và giúp đỡ cho anh thì anh thấy là tặng cho bạn nào là xứng đáng. Còn bốn bạn còn lại thì rất là vui vẻ thôi, không sao cả. Vậy thì cho chú Tính xin được dành cái phần quà này cho bạn. Mình lại tặng luôn. Bạn nào mình lại mình luôn. Tặng luôn ha. Rồi, chú Tính sẽ được tặng cho Vicky ha. Cảm ơn và chúc mừng cho Vicky. Bốn bạn còn lại rất giỏi luôn, vỗ tay. Rồi, quý vị thân mến, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã khép lại chương trình Siêu Nhí Đấu Trí ở đây. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn với sự quan tâm đồng hành theo dõi của chính tất cả quý vị. Đừng quên mở TV vào tuần sau quý vị nhé. 20:45 ngày thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình Siêu Nhí Đấu Trí do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty truyền thông Vi thực hiện. Cảm ơn anh Hữu Tính, chị Vũ Ngọc Ánh và các siêu nhí của chúng ta ngày hôm nay đã đem lại biết bao nhiêu là niềm vui, tiếng cười cũng như là rất là nhiều kiến thức bổ ích. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nào.